Xin giới thiệu cả nhà nha. Sau hơn một tháng mình chiết cái cây hoa giấy này. Đấy, cây hoa giấy này nó rất là cao. Khả năng nó có rễ rồi. Sờ thấy bầu nó cụm cộm. Không nhìn thấy rễ nó bật ra ngoài mà sờ thấy nó cụm cộm. Mình quyết định cắt. Đấy, thấy các cái lớp gân cụm cộm thì khả năng là rễ. Mình sẽ quyết định cắt để trồng, cắt để mang ra trồng, không để lâu quá. Đấy nhá. Hoa giấy này rất là khủng. Đấy. Cắt bỏ cái mấy cái mầm dưới đi. Trường hợp cắt bây giờ nếu mà nó không ấy được thì cũng để nếu mà cái cắt này mà cái nó chưa có rễ à có rễ rồi này để đấy ùa nó bỏ rễ bỏ xuống đây rồi này ùa đây này mình thấy chưa đấy rễ nó bỏ xuống nhiều chưa quá nhiều rễ rồi nhá. Đây, thế này mình cắt ra. Đây, cây hoa giấy nó quá to cao mọi người ạ. Đây, cao phải 5 mét nhé. Đấy. Rễ nó mọc trào xuống dưới này hơi bị nhiều này rễ này đấy, cắt bắt buộc phải cắt bỏ hơi bị nặng này nha. Wow. Đấy. Đây. Đây là cái này là mình để nuôi cái thân này. Bây giờ mình cắt cho nó cắt nó đẹp. Đây. Cắt thế này này. Mai mốt nó rất sẹo đây. Sẹo đẹp ở đây. Lấy cái này đi. Đấy. Này côn, cây này côn to. Rốc lên côn được. Đấy, đấy nha mọi người nha. Thấy chưa? Mình sẽ kéo ra, rất là dài luôn. Quay theo cái góc cảnh hoa giấy đi nha. Đấy nha. Cái hoa giấy quá khủng luôn cả nhà. Quá. 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 Ai à. Ai. Ui xù. Ai. Cái này làm các cổng của càng không là nhá rồi tôi xa ra đừng tôi xa xa rồi tôi nhìn thấy gì. Ui. Quay chết chết thì nó mới nhìn được độ chiều dài của cả cây ấy. Ui. Bây giờ đi. Đây. Cho mọi người xem mình chiết cây hoa giấy gác cổng nhá. Thấy không? Đấy. Thấy chưa? Dài chưa? Ui xưa. Này dài phải. Không biết là bao nhiêu mét nữa. Khủng khiếp luôn.
đến hàng gạch rồi, phải 1 2 xem nhá, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 hàng gạch, chưa kể cái ngọn nhỏ kia. Và gạch này là gạch 40 đấy, sợ chưa, thấy không? Cây hoa giấy ấy, siêu siêu to khổng lồ nhá, siêu dài chứ không phải siêu to khổng lồ. Thấy chưa, cành hoa giấy chiết ra rễ rất là khủng luôn nhá cả nhà nhá. Đấy. Đây cho mọi người xem này, mọi người xem cái ấy nhá, rễ rễ mình sẽ bóc ra cho mọi người xem rễ. Đấy. Đấy nhá, sau khi mình cắt bỏ cành, cắt hết cành của nó, bây giờ còn một cái thân nữa đây, người thấy chưa, khủng chưa. Đấy nhá, rễ rất là nhiều luôn. Đấy. Cái bầu rễ này mình để nó cũng phải đến được chắc cũng phải 2 tháng đấy. Đấy. Cái ngọn nó còn dài khoảng mét nữa nhưng mình cắt bỏ, chả để làm cái gì. Đấy. Được một cái phôi gác cổng nhá. Cái này thì nó hơi thẳng hơi đơ, sau này làm thì nó hơi thẳng hơi đơ, nó sẽ không được đẹp. Nhưng mà ai thích đẹp thì cắt giật. Thế nhưng thôi kệ nó, mình cứ làm một cây mình gác lên cổng thôi, gác lên cây thôi. Cho nên không quan trọng. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành bóc cái bầu cho các bạn xem nhá. Đấy nha các bạn nhá, sau khi mình chiết được khoảng gần 2 tháng đấy. Đấy, mình đã có cái video mình chiết rồi. Đây cái dây này nó còn chưa, cái dây này thường là nó hay bị mục. Đấy, cái dây này nó còn chưa mục còn. Bây giờ mình sẽ cởi ra cho các bạn xem nhá. Đây này. Đấy. Thấy không? Rồi, rễ rất nhiều luôn, rễ nó còn mọc ra hẳn dưới này rồi. Đấy, úi xời này, rễ này. Rễ này. Thấy chưa? Bạn thấy rễ chưa? Đấy này. Rễ như nó lẫn cả vào dây bóng này. Đấy. Đấy. Chiết rất đơn giản các bạn. Thấy chưa? Đây nhá. Bộ rễ đây nhá. Wow. Rồi. Vì rễ này nó không có ăn cho nên là nó không to được. Nó chỉ được như thế này. Đây các bạn quay nhìn sát này. Các bạn xem. Bắn chụp ảnh cả. Đó. Đấy nhá, nó còn mọc ở trong này. Đấy, đây này. Úi xùi này. Úi này. Thấy không? Thấy không? Nó quay sát lại xem nào. Đấy, thấy chưa? Một cây. Cái này là tím Huế nhá. Tím Huế nó rất dễ lên, dễ làm thôi. Đấy. Dễ này. Dễ bự luôn. Tím Huế nó rất dễ lên, dễ làm thôi. Cho nên là nhưng mà mỗi tội là hoa kém. Đấy. Hoa của nó kém lắm các bạn. Hoa nó không, úi rồi ôi này, úi rồi ôi, hóa ra cái con đấy này nó đẻ sâu thì sợ chưa, úi rồi, tổ to vò đó, sâu của tổ to vò sợ chưa, à, úi rồi, đẹp chưa, chỉnh cái gì đấy anh à? Đây các bạn nhìn rễ đẹp chưa? Ái da. Quay sát vào đây xem nào. Sát rồi. Đấy, em thấy tuyệt vời chưa? Ui. Dễ khủng chưa? Đấy, dễ nó còn ăn.
để lâu quá là dễ nó chạy ra khỏi ngoài túi bóng luôn. Đấy. Đấy. Thấy không? Dễ quá đẹp luôn nhá. Dễ quá đẹp luôn. Rồi. Mình sẽ tiến hành đậy bọc vào để đi trồng. Đi trồng nó ngay nó ra để nó còn lấy chứ không là sẽ nguy hiểm này. Trời đang rất là nóng. Đấy nhá, mình phải đi trồng luôn nhá. Các bạn nhìn dễ nhỉ? Đấy, thì dễ chưa? Đấy, trồng luôn, trồng đơn giản, hoa giấy nó khỏe. Trái cần phần cho ra góc vườn. Rồi mình trồng, mình gác lên cây mít. Không có cái gác là nó cũng đổ đấy các bạn. Thế mình gác xử lên cây mít. Cây mít này quả kết nó cũng bình thường. Thế là chấp nhận cuộc chơi. Cho gác nó lên đấy cho nó đẹp. Đấy. Đấy các bạn nha. Cho đất xuống này. Đấy. Xung quanh. Thế là được. Cảm ơn các bạn đã xem video nhá. Nhớ bấm kênh đăng ký ủng hộ mình nhá.